Em mến chào cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Em mến chào cả nhà nha. Hôm nay hai chồng em đi ra vuông đi tâm lúa bắt của tôm rồi em ghi hình lại cho cô chú anh chị mình xem nha. Hiện tại đây bà xã vừa bơi tới cái lúa đầu tiên là được thăm được được hai con cua và năm con tôm. Hai cua với năm tôm. Đang đổ lúa vô. Anh đầu video, vợ chồng em cũng gửi lời chúc sức khỏe đến cô chú anh chị và các bạn gần xa. Luôn luôn được dồi dào sức khỏe và luôn gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống nha. Tôm này nó hơi nhỏ em thả. Tôm nào nhỏ em thả lại đi em. Xảy luôn rồi. Hai cua em chút đại vô vỏ đi. Hiện tại đây thì hai chồng em cũng mới vừa thăm cái dàn gặp đây cô chú anh chị. Hồi nãy về cảnh nó mưa quá nên em không quay cho cô chú anh chị mình xem chi tiết được. Đây nè, cua rất là nhiều nha, dài dưới đây nè, đủ các loại cua nha. Có con cua này quá sáng là bự luôn. Này thì hiện tại trên trời cũng đang chuyển mưa rất là nhiều. Em cũng cố gắng em ghi hình lại cho cô chú anh chị mình xem nha. Cả nhà mình xem qua video cảm thấy hay thấy thích thì vui lòng ủng hộ cho vợ chồng em một like và một lượt chia sẻ nha. Để vợ chồng em có thêm cái động lực ra nhiều cái video hay và hấp dẫn hơn nữa nha. Và vợ chồng em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều nha. Đây thì bà xã em bơi tới cái lúa nữa đây. Này thì mưa nắng nó bất thường lắm cô chú anh chị. Nói chung mình tranh thủ được lúc nào thì hay lúc nấy thôi chứ trường hợp mưa thì cực lắm. Ôi có con bỏ đại lên luôn em. Con nhỏ đó em nắm em rút luôn luôn được này. Hai chồng em ra vuông bắt cua tôm dù ít dù nhiều thì mong cô chú anh chị mình xem video vui vẻ nhé. Mình vừa ngắm thêm cái phong cảnh ở Cà Mau quê em luôn cô chú anh chị ơi. Rồi tới em chuyển dầm anh đi, anh hỗ trợ tiếp tay. Để gió quá cho xá gió em ơi. Rồi, em nhổ đại lên, tăng qua luôn đi em. Nhóm em có cua không? Đó, cua, ôi, tôm. Ăn tôm, có cá bóng nè em. Em nhổ cái, em lấy cái đại ra trước. Em xà đại lên vỏ đi. Chứ mình quay một cái cảnh quay thì đôi lúc nó cứ rất vất vả của chú anh chị. Nhằm khi mình quay 1-2 tiếng hồ, có thể em quay ban đêm rồi về qua ban ngày nữa. Nhưng mà đôi khi thì mình chỉ có tóm tắt một cái đoạn video khoảng 15-20 phút thôi. Những cái đoạn hay, những đoạn bắt mắt để cô chú anh chị mình xem cho đời nó nhàm chán. Em cũng mong được sự ủng hộ từ cô chú anh chị mình nha. Bắt được tụi con một phải không? Đã, em bắt được con. Còn con cua này thì tém. Ngày nào thì em cũng ra vuông em đi thăm lúa bắt cua tôm gì đây. Nói chung công việc chính là ngày của vợ chồng thì xoay quanh công việc mình bắt cua tôm nhé. Lúa này mà nếu mình thăm mà trễ, trường hợp có cua là nó vô nó cắn lúa. Giá nó rất là cực nha. Đó, ô, con cá đây em. Bị cua ăn hả? Cua nó ăn mấy. Gỡ cho cua đinh ăn em. Cứ gỡ bỏ trên cho anh hết đi. Thấy mình đặt lời cũng được. Được không? Cua này nó hay thiệt. Bỏ vô trong đi để lọt. Vậy là đầu này có chừng con cua nè. Con không em? Không à. Mà nó cắn mấy cái bóng
cái đục ra em xả vào nhanh hơn. Ừ, cái này được có mấy con? Được 4 em. Tao cũng làm bọc bọc dữ á. 4 xuống luôn mới bắt được mấy con đó. Tiễn cái con nào nhỏ thì thả lại nha. Nhỏ em thả. Nhỏ bụng. Bắt được 3 em. 3 em thì tới 3 em. Em. Cái này em bắt được 3 em mà thả. Giờ tới cái lưới tiếp theo nữa. Này phải em phải hỗ trợ tiếp bà xã em chứ gió nó lên này một mình nói chung cũng hơi khó làm anh cô chú anh chị. Ồ cái này nó dính cua nữa. Em cầm sau lưng em nè, cầm đó hồi nó ngập rồi lấy gì làm? Cát nó án cái ừ đó. Ồ nó ăn cá nát hết trơn. Tôm này nó còn. Em vũ vũ con cá bắt lại con cá cho anh nha. Ừ, cũng cua được anh ơi. Đừng cua được hả? Ờ, đừng cua y cũng quá bự nè. Nó bắt cái ngoe đó em vũ đi, em vũ vô vỏ. Em gỡ được không? Bánh cái đục kìa. Rồi. Em dỡ nắp xô lên đi anh thấy chưa? Nè 1 2 3 đẩy nè 1 2 3. Rồi dăng lại luôn. Lộn hết ra ngoài đi. Em mang bao tay là mấy cái trường hợp này anh đâu có gỡ được. Vũ thẳng xuống, vũ trên dài xuống. Lấy con cá lại luôn. Ồ, được con cua nó bự quá. Có cua là nó ăn hết trơn à? Cua là nó sơi hết trơn. Em gỡ đại vô hết đi, em bỏ trên sạp đó trên. Em nhổ cái đài bên kia em phân luôn đi. Nhớ đài kia xong không xong thì mình cắm xuống. Để nó dồn một cục lúa. Ồ, chút mắt vũ tôm ngược lại nữa. Nhổ cái đài gỡ ra trước. Chung em làm thì nó nhanh lắm cô chú anh chị. Mê chưa? Nhưng mà xã em quay thì quay không được nha. Ồ cái này. Ồ nó cắn vô con rồi. Cơm à. Em xả vô trong vỏ đi. Mê quá. Này như con cua cái gì vậy mày. Anh mà xã em thì làm nói chung nó không có qua em. Rồi xả cho con cua cái nó vô trước. Cái này biết gặp từ từ cho nó ra đi nè. Em nắm cái chiều dưới đây nè, cái dành dưới này, nắm cái dành dưới này không ra nè. Đó, thấy không? Mình làm từ từ thôi. Đó, được không? Đó, trên đó đi. Chúc em vũ đầu kia, vũ cho tôm nó ra ngược lại đi. Còn trong nhóc chứ. Bắt được 4 con anh. Còn nhiêu em vũ ra hết. Rồi em cột cái đầu đục vô đài như vậy còn nhiêu vũ ra. Rồi em chụp cái đài đi em đưa ra. Cái dòng sáng là gió.
Em nhóm lên coi dưới có cua không hả mở. Ờ có tôm hả. Ê có cua kìa, có cua. Vũ cho nó qua bên kia luôn. À nó mắc cái hôm à. Ờ nó ăn hết luôn. Nóng cái tùng dưới á. Cái dành dạ dưới này nè, Vũ nó mới lên, nó mới dành dạ dưới á. Sơ tái hết con tôm. Vũ đại trên sạp luôn cho nó. Rồi bắt đại miếng tôm. Được có con tôm bự không? Vũ ra ngoài luôn. Đó, nó mắc cái ngoe nữa đó, em dở lên nó đứt cái ngoe liền. Dở lên sở cái ngoe ra liền, dở lên trên ăn sở cái ngoe để nó nhả cái ngoe kìa. Rồi nó mới đài đi. Rồi có cua nữa, có cua nữa. Nhóc hết trơn. Dài đằng này nữa em ơi. Em làm cái cây này em họ trôi nữa em không biết đường làm nè. Rồi em giữ Vũ sao cua nó ra ngược lại hôm nay nữa. Còn con tôm trên tay em đó thấy không? Vũ ngược quay ra nó mắc cái hôm nè. Vũ ngược quay ra. Nắm cái hôm dưới dạ dưới ở. Ừ. Vũ ngược quay ra. Nắm cái hai bên vậy đó. Trong nhầm khi làm cái này nhầm khi anh chị mình không biết vô comment xã hội ông chồng không làm mà ngồi chỉ. Đây cũng là một cái lý do để cho quý anh chị. Chúng em làm thì khỏi phải nói. Mà xài thì trước cái là công việc cho máy nha. Nhưng mà đổi lại cái em quay cho cô chú anh chị mình xem nhiều cảnh nó được bắt mắt hơn. Rồi em bắt đi để em chờ gì để gió con phải rẻ hơn cái bự của mình nè. Tôm nó nhiều mới thấy có cái này tôm xuống được mấy cua này. Bắt mấy tôm lớn hết thì còn như em xà ở ngoài đừng cho cua nó kẹp nhau à. Quá xá là gông luôn em ơi, đoạn này hết biết gông luôn rồi. Hai chồng đi vô tới nhà chắc tới thui luôn quá. Rồi em bỏ đại em phân đầu bên kia đi, cái này được con ha. Con nhỏ bỏ đại đi. Có tôm rồi đó. Nhổ đại lên. Có cua nữa gì em mày? Có cua em giãn đục ra. Có cua phải không? Đó, con cua nhỏ em thả ra. Cái này cũng có tôm lai gai nè. Ồ, có chảy lai gai nè chứ bộ. Có lai gai là mừng nè. Cả nhà mình thấy cái cảnh em đi thăm lú có dính tôm thấy ham gì đừng quên thấy hay thấy thích thì đừng quên cho em xin một like và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ. Like cho em thăm lú hoài luôn à. Like cho em thăm lú hoài luôn. Đúng em bự. Rồi cái nào nhỏ em xù ra em thả luôn.
Như hổm gà anh đi thăm mà thấy giờ em thăm như thấy em hơi lậm cậm hơn à. Dạ, anh thăm rồi, anh lục nghề em, không có đi em lục nghề rồi. Lục nghề của bà thầy hết hả? Rồi có cua em ơi. Ê, chưa vũ quang hỏi cua nó lọt rồi lại. À, chưa vũ chưa hết xuống hôm đi. Còn mắt còn mắt ở trên hông. Rồi kéo ra. Ôi ôi. Có cua là cá. Ô dạ trời em ơi em. Đó thầy cua. Ôi ôi. Anh giảng em ơi. Để xuống cho nó đừng có bò. Ô bò liền luôn. Rồi cái này cua nó chạy quá trời chạy. Bây giờ em vũ cái em xà lên trên cái giỏi mà. Chà, cho nó bỏ cua vô đây. Rồi, em xà nó. Xà cá cho nó xuống trước đi em. Cho nó bóp bọt. Xuống nó xuống trước đi. Nãy còn con đây đâu, con cua đây đâu. Hả? Nó làm cái tấm. Lọt xong luôn hả? Rồi. Đấy còn khúc cá nè. Cái này cua hết biết cua luôn. Cua rất là nhiều nha cô chú. Đó còn khúc cá đây em không lụm. Đó. Ừ, chụp lấy. Nãy trời chuyển mưa mình không bị mắc mưa mà giờ mình bị trời tối nè em. Ôi cua nữa em ơi, cua nữa. Cái nào không có cua là cũng mừng này. Mà nó có thể cua cũng được. Ôi hai con. Ôi hai em luôn. Anh em mấy cua gạch đó anh ơi. Ừ. Hai em cua gạch luôn rồi. Hai con cua gạch không. Rồi quá xá là mừng luôn. Cái này mừng hết lớn. Còn lớn gì nổi mà lớn hả? Nó chạy lớn mà có cua gì đó. Quá đầy đủ rồi bạn Hiền ơi. Đây thì gặp cua cũng rất là nhiều dưới đây. Rồi em phân tới luôn. Đầu này có khi nào còn cua nữa không? Rồi có cua ơi. Nó dính ngoài em ơi. Dính ngoài anh. Em tụt con dây đó trước này. Làng bà lẹt ơi, nhóc trơn anh ơi. Kéo giãn ra nha, có cua kéo giãn ra. Trời ơi, coi kìa em ơi. Giãn ra em ơi. Đè nó lại cho nó đừng có bò. Giữ luôn rồi. Ủa, được cua gạch. Được cua gạch gì nữa hết trơn nè. Rồi em xạ cho nó vô vỏ hết. Chứ cua là em đậu lắm mà có tôm thì. Nói chuyện yếu xìu vậy em. Khâm lú mệt hả? Bữa nay trong mình em hơi rồi. Không được khỏe. Em vũ ra đó. Vũ từ xuống. Con này nó bị ngoắt cái ngoe, để một chút gỡ cái ngoe mới được. Vũ cho mấy con này xuống trước đi. Con nào ở dưới là cho xuống trước. Con không có cạn. Em sửa cái ngoe cua kia đi. Đó, nó mắc cái đó rồi. Xem không lộn mấy bên trong á. Lộn mấy bên trong ra cho dễ làm.
Được không? Được. Thì nói chung cái lú vừa rồi này cũng hai chồng em Thăm cũng xong hết tất cả các dàn lú rồi. Giờ em quay cho cô chú anh chị mình xem cái kết quả nha. Đây bà xã em còn vũ một con cua. Cua cá. Từ từ em ạ. Thì cua ở đây nó rất là nhiều cô chú anh chị. Gặp cua rất là nhiều nha. Đây nha. Nói chung nhiều lắm. Nó bò tùm lum hết trơn, bây giờ không có kiểm soát được hết luôn. Và em dỡ cái tôm được. Tôm thì em được bấy nhiêu đây. Tôm thì em được bấy nhiêu đây nha. Còn ở ngoài cá nó, cua nó ăn cỡ này đi. Cá với tôm nó bị cua kẹt còn khúc khúc. Hai chồng đi hồi giác còn mà mờ sáng mà trời chuyển mưa giờ thành tối luôn rồi. Mất bật đèn. Giờ em xin phép video đây. Vợ chồng em xin hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào video tiếp theo nha. Em hẹn gặp lại cả nhà mình video sau nha. Nói chung bữa nay được trúng mánh được cua gì là cũng mừng lắm cô chú anh chị.